Xin cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Xưa Chiết Hay Mình chúng nhé. Hôm nay cơ sở em giới thiệu đến các bác về một bộ combo về phòng khách với chiếc sập khảm liên chi và một chiếc tủ chè và sập cụ tủ chè của bên cơ sở Chiết Hay Mình chúng nhé. Có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định và số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên cơ sở em là 0973384446 ạ. Cờ nick của bên cơ sở Đồ Xưa Chiết Hay Mình chúng nhé sẽ được đăng tải vào lúc 11:30 trưa hàng ngày. Xin kính mời các bác cùng truy cập cũng như là ấn đăng ký kênh để theo dõi về tất cả các sản phẩm mới của bên cơ sở trên màn hình chúng em. Bây giờ vào clip em xin giới thiệu đến các bác về một chiếc sập khảm liên chi có kích thước là 1m6 x 2m ạ. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là khó mặt khô mặt ạ. Bây giờ em sẽ đi lại chi tiết hơn cho các bác cùng được tham khảo về cái bộ combo này của bên cơ sở trên màn hình chúng em. Và trước tiên em xin quay về cái phần mặt diện trước cho các bác cùng được tham khảo ạ. Chiếc sập này là chất liệu là gỗ gụ ạ, mặt là ba lá, diện trước là dày là 6 cm. Chiếc sập này gồm có 4 con rùa làm chân đế các bác nhé, chân được đục chạm là xoắn ốc ạ. Bây giờ em sẽ đi lại chi tiết cho các bác được xem được rõ nhất về cái chất liệu ốc xà cừ của bên cơ sở em ạ. Đó, đây là chân các bác nhé, đều cần ốc xà cừ Singapore đỏ luôn các bác nhé. Những bông hoa này đều được cơ sở em là sen nặng và phối màu ạ, cực kỳ đẹp luôn. Ốc xà cừ Singapore đỏ lửa vàng chanh ạ. Và từ cổ có nhá, cổ cả những đường ô vàng và những đường dây leo liên chi ạ. Đó, và đây là cây cúc ạ. Một cành cúc đều được sen nặng và phối màu hết ạ. Từng đường con bướm này, các bác thể thấy đây. Con bướm này đều được cơ sở là sen nặng hết các bác nhá. Sen nặng và phối màu cực kỳ là sắc nét luôn. Bác nào muốn xem chi tiết về hình ảnh thì có thể liên hệ với cơ sở trên hình chúng nhé. Mình sẽ chụp hình cho các bác qua số điện thoại Zalo cùng được tham khảo ạ. Số điện thoại Zalo của bên cơ sở em là 0973384446 ạ. Một chiếc sập này siêu vip luôn. Hiện tại đang có bên cơ sở trên hình mình chúng em ạ. Hàng này cũng được sản xuất chế tác tại cơ sở em luôn. Hàng không qua trung gian nên các bác hoàn toàn yên tâm về giá cả cũng như là chế độ bảo hành của bên cơ sở trên hình mình chúng em. Bác đã ở gần thì có thể đến tại cơ sở với em, ở xa thì có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo. Em sẽ chụp hình chi tiết cho các bác cùng được tham khảo qua số điện thoại Zalo ạ. Cần nick của bên cơ sở Đồ Xưa Chiết Hay Mình chúng em sẽ được đăng tải vào lúc 11:30 trưa hàng ngày. Mời các bác cùng truy cập cũng như xem video, thấy hay thấy đẹp có thể cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh ạ. Và vừa rồi em đã quay cho các bác về phần mặt diện trước ạ. Và giờ em sẽ quay cho các bác về phần mặt diện hông ngang. Không ngang cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Em sẽ đi lại chi tiết gần cho các bác được xem được thực tế nhất ạ. Cẩn ốc xà cừ Singapore. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Trên này cẩn được 3 mặt ạ. Bác nào muốn chi tiết hơn thì có thể liên hệ với cơ sở. Em sẽ chụp hình chi tiết cho các bác ạ. Cực kỳ đẳng cấp luôn các bác nhé. Đây là phần mặt diện hồng ngang. Bác nào cần chi tiết thì có thể cơ sở sẽ chụp hình cho các bác ạ. Hoặc là quay lại một đoạn video ngắn gửi cho các bác qua số điện thoại Zalo cùng được tham khảo ạ. Cực kỳ đẳng cấp với một chiếc sập khảm liên chi. Đó, sập gỗ tủ chè ở bên cơ sở trên Hải Minh chúng em hiện tại đang có ạ. Vừa rồi em đã quay cho các bác về phần mặt hông ngang. Và bây giờ sẽ quay cho các bác về phần diện chính mặt trên mặt trên này. Chiếc sập này gồm có 3 lá các bác nhé. Mặt 3 lá. Đó, ở giữa được cật cảnh là tùng hạc bách điểu. Các góc cạnh thì cảnh 4 giò hoa đang xen nhau được tứ quý. Em sẽ quay lại cho các bác này. Này cơ sở quay ở trong nhà nên trên này có một tấm kính được các bác nhé, nên hơi bị bóng nên quay được không được sắc nét lắm. Bác nào cần chi tiết hơn cơ sở sẽ chụp hình cho các bác ạ. Giữa được cẩn cảnh là tùng hạc bách điểu ạ. Tiền đường bông hoa này, cánh chim này đều được cơ sở là xen nặng hết các bác nhé. Xen nặng và phối màu cực kỳ đẹp luôn. Với chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là khó mặt khô mặt ạ. Ở đây 4 sò hoa, các sò hoa này đều được cơ sở là đều được xen nặng hết này. Đó, đều được xen nặng hết cực kỳ nét luôn các bác nhé. Khung tranh ngoài, khung tranh ngoài thì những đường hoa lá tây và đan xen là tứ quý tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Đó, và một chiếc sập khảm liên chi này bên cơ sở giao lưu cho các bác giá là 80 triệu ạ, bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn. Hàng được sản xuất trực tiếp tại cơ sở Chiết Hay Mình chúng em, hàng không qua trung gian nên các bác hoàn toàn yên tâm về giá cả cũng như là chế độ bảo hành của bên cơ sở Chiết Hay Mình chúng em.
Ngoài clip của sản phẩm sâm cụ tủ chè này ra, bên cơ sở em còn rất là nhiều các mẫu mã khác nhau như mình nội thất phòng ăn, phòng khách, phòng thờ đó, và nội thất tranh treo tường. Bên cơ sở em đều có. Các bác nào có nhu cầu về sản phẩm nào liên hệ với cơ sở em. Em sẽ chụp hình chi tiết cho các bác cùng được tham khảo ạ. Và một chiếc sập khảm liên chi này bên cơ sở giao lưu cho các bác giá là 80 triệu các bác nhé. Và bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn. Và tiếp tục về sản phẩm tiếp theo. Theo một bộ combo sập cụ tủ chè, cơ sở em gồm có một chiếc tủ chè này có chất liệu gỗ vụ ạ. Kích thước là chiều ngang 184 cm và chiều sâu 50 và cao là 73 cm. Với chất liệu nào gỗ vụ và cẩn khảm liên chi luôn. Bây giờ em sẽ đi lại chi tiết cho các bác cùng được tham khảo ạ. Đó, và bộ này được cẩn cảnh tích là Văn Vương Cầu Hiền các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi lại chi tiết hơn. Đây là một phần cánh chính các bác nhé. Cánh chính cẩn ốc thì các bác khỏi chê luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Ốc đỏ lửa vàng chanh luôn ạ. Cực kỳ là sáng và cực kỳ là tơ tóc luôn các bác nhé. Khung thì cả những đường dây leo liên chi cực kỳ nhỏ và tơ tóc ạ. Các góc thì được góc cả những dây nho các bác nhé. Cực kỳ nét khung thì cả những đường dây leo liên chi cực kỳ là nhỏ và tơ tóc luôn ạ. Bác nào xem chi tiết hơn thì có thể liên hệ với cơ sở nhé. Em sẽ chụp hình chi tiết cho các bác cùng được tham khảo ạ. Và phần bệ dưới đây được cẩn là một cảnh là mai cài thọ các bác nhé. Và cảnh cảnh là sen vịt và sóc nho. Ốc thì các bác khỏi chê rồi. Chiếc tủ chè này cơ sở đều được sen nặng hết các bác nhé. Từng đường lá nho này cho đến bông hoa quả đều được cơ sở là đều sen nặng hết ạ. Và cẩn cực kỳ là kỹ luôn. Những đường dây leo liên chi cực kỳ là nhỏ và tơ tóc ạ. Cơ sở em đã có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và bác nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ cơ sở em 0973338446 ạ. Và đây là một cửa vọng trước các bác nhé, nẻo trước ạ. Những lá sen, lá nho đều cơ sở đều sen nặng hết ạ. Ốc bảy màu cực kỳ đẹp luôn. Để gần lại cho các bác được thực tế hơn ạ. Để chiếc tủ chè này cực kỳ là vip luôn các bác nhé. Bác nào có nhu cầu hay là muốn xem chi tiết hơn thì liên hệ cơ sở em. Em sẽ chụp hình cho các bác cùng được tham khảo qua số điện thoại Zalo. Và cần nick của bên cơ sở đồ xưa trên mình chúng em sẽ được đăng tải vào lúc 11:30 trưa hàng ngày. Xin kính mời các bác cùng truy cập và xem video. Thấy hay thấy đẹp có thể cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh ạ. Để cơ sở em có cái động lực để làm nhiều video hơn nữa để giới thiệu đến các bác về tham khảo về nhiều sản phẩm cần ốc xà cừ của bên cơ sở trên hình chúng em. Và đây là cánh thứ hai em sẽ quay cho các bác được chi tiết nhất ạ. Về cái chất liệu ốc thì các bác khỏi chê luôn nha, cực kỳ là đẹp luôn. Đây là cơ sở sen nặng và phối màu. Ốc thì bác khỏi chê luôn. Cực kỳ là tip của bên cơ sở trên hình chúng em. Chiếc tủ chè này được cẩn luôn ba mặt các bác nhé. Đều được cẩn ba mặt luôn. Em quay phần hồng ngang đây cho các bác này. Phần hồng ngang đây cũng đều được cẩn luôn. Này em vơi hơi vướng vào cái đôi chóe này nên quay không được chi tiết lắm. Đó là có nhu cầu thì cơ sở sẽ chụp hình cho các bác cùng được tham khảo ạ. Với một bộ sập cụ tủ chè này và chiếc tủ chè này cơ sở giao lưu cho các bác giá là 45 triệu ạ. Và chiếc sập khảm liên chi là 80 triệu. Tổng một bộ combo này 125 triệu ạ. Bác nào ở gần thì có thể đến tại cơ sở của em giao lưu cơ sở em. Cơ sở em sẽ bớt chút nọc cho các bác ạ. Cùng được giao lưu với cơ sở em. Với một bộ phòng khách về nội. Với một bộ combo sập cụ tủ chè này của bên cơ sở em ạ. Ngoài các sản phẩm này là bên cơ sở em còn rất nhiều các mẫu mã khác nhau. Như nội thất phòng khách thì có Trường Kỳ, Tam Sơn, Vũ Sơn, Ba Thành đó, và Trường Song Tiện. Rất là nhiều các mẫu mã khác nhau với nấu uy cẩn ốc ạ. Về nội thất phòng ăn thì có bàn ghế đẹp quạt, ghế tân cổ điển nấu uy đó, cực kỳ đẹp luôn. Và về phòng thờ thì có tranh thờ, có tủ thờ, bàn nghi. Rất là nhiều các bác nhá. Khung ảnh thờ thì cơ sở rất là nhiều rồi. Về tất cả các về nội thất phòng khách, phòng ăn, phòng thờ, tranh treo tường, cơ sở đều có hết ạ. Các bác nào có nhu cầu về cái sản phẩm nào hãy liên hệ với cơ sở em sẽ chụp hình chi tiết cho các bác ạ. Ngoài ra bên cơ sở em sẽ nhận đặt hàng theo yêu cầu. Tất cả các mẫu mã là các bác yêu cầu bên cơ sở em đều đáp ứng được hết cho các bác. Và cơ sở em sẽ lên mô hình 3D trước khi cho các bác đặt hàng ạ. Và clip của bên cơ sở đồ xưa trên mình chúng em sẽ được đăng tải vào lúc 11:30 trưa hàng ngày. Rồi các bác cùng truy cập và xem thấy hay thì đẹp có thể cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh nha. Và đồ xưa trên mình chúng em xin trân trọng kính chào các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Em xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.